Gần 200 chú chó thuộc nhiều giống đã tham gia hội thi chó đẹp Việt Nam tại Hải Phòng do Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam đăng cai tổ chức. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày mùng 6 tháng 4 và ngày mùng 7 tháng 4 với các tiêu chí chọn giải về vẻ đẹp ngoại hình, sự thân thiện, tận tụy và sẵn sàng hợp tác của các chú chó, sự bình tĩnh và tự tin của handler kết hợp với sự nhạy bén và tinh tế của chó giúp chúng vượt qua mọi thách thức trên đường đua. Đây không chỉ là một cuộc thi về vẻ đẹp mà còn là cuộc thi về sức mạnh nội tại và sự khéo léo trong mọi tình huống đối với các chú chó tham gia cuộc thi.